AQI 12V 132 anh em nhá. Siêu nhẹ luôn anh em ạ. Bản mới nhất bây giờ ấy. Cái bản này được ghép từ hai cái bình 65 anh em ạ. Đây cho anh em xem này. Vừa hoàn thiện xong rồi cho anh em xem. Nó là bản hoàn thiện, thành ra nó nhỏ lắm anh em ạ. Đây 130A. Nặng khoảng tầm 10 cân thôi. Ông nặng xách được. Kết hợp từ hai cái bình 65 gộp lại lên là công suất nó rất là khỏe. Một công suất khỏe, hai trâu bò hơn anh em ạ. Đấy cũng trang bị rắc chống cắm ngược đủ hết anh em nhá. Đấy, rắc chống cắm ngược. Trang bị đèn led này, có hết đèn led này. Đây. Và dòng mới này thì trang bị mạch cân bằng nạp xả thế hệ mới anh em nhá. Đấy, mạch cân bằng nạp xả thế hệ mới, thành ra nó cân ngon lắm, chạy nói chung là trong cái phân khúc này đây đang là bản tốt nhất bây giờ rồi. Nhỏ gọn nhẹ, trâu bò. Đấy, sách đeo cũng được anh em ạ. Trang bị khả năng kháng nước nhá, đi mưa không sợ đâu. Đây. Đấy, hai mặt của nó thì là hai cái bình úp lại với nhau. Có đèn báo ở trên như này. Đây. Báo điện cho anh em chính xác luôn. Đấy, thế là xong. Đây, mạch cân bằng nạp xả sẽ nằm đây anh em nhé. Và hệ thống dây điện sẽ nằm bên trong này. Bản này thì được gia cố thêm cho anh em cái phần khung sườn này. Nên nó chắc lắm anh em ạ. Chắc chắn và đi nói chung là chắc chắn và an toàn anh em ạ. Đây, nói thế cho nó dễ hình dung. Đây. Dòng này sẽ thích hợp cho anh em nào đi kích cá, kích điện các thứ nhá. Kích cá thì bây giờ chắc chả ai chơi rồi nhỉ, bởi vì cái món này nguy hiểm lắm, mẹ khả năng nghẹo cao nhỉ. Bây giờ các ông kích cá ông toàn bằng vỏ sắt thôi. Dễ bị sự cố lắm. Nên bây giờ là sang cái vỏ này. Nên bây giờ là chuyển sang chủ yếu là chạy kích điện anh em ạ. Kích điện. Kích điện hoặc là UPS cửa cuốn cũng lắp được này. Hoặc là hệ thống cam này. Hệ thống cam cũng dùng cái này. Hệ thống cam thì dùng là nhiều hơn, nhưng mà cam thì chạy 12 là nhiều anh em ạ. Hoặc là hệ thống wifi có dùng cái này. Đấy, những cái bộ wifi mà chắp mà lắp đến cái bình này rồi thì nó thật sự là chạy thôi cả ngày anh em ạ, chả bao giờ hết điện được. Nó quá khỏe rồi. Còn nếu mà hệ thống wifi cũng chạy bộ này thì cũng cần cả ngày. Mất điện chạy vô tư. Đấy, và nhưng mà thường thì bộ này như chị này này, chị lắp đi cùng một con kích anh em ạ. Để kích điện để mất điện thì chị dùng. Ở khu vực chị là này nó hay mất điện nên chị mua về để chạy sử dụng. Thì có cả bộ cáp chống cắm ngược đi kèm anh em nhé. Đấy, combo của chị đặt sẽ là một tấm 150 anh em ạ, 3 tấm. Một con bình 12V 130A chính là bình này anh em nhé. Cộng với cả một con sạc thần thánh 45A. Con sạc thần thánh thì anh em nhiều anh em biết rồi, không phải giới thiệu nhiều nếu mà nói về cái món công nghệ này. Cộng với một con kích 12V 1200W xin chuẩn. Đấy, con này thì chạy quạt đèn TV vô tư. Ông nào cần chạy đồ cao cấp hơn thì kiểu như là chạy chạy nồi cơm cũng được nhá. Nhưng mà phải bình còn điện nhiều mới được chạy nhá. Với cả cáp chống cắm ngược đây, những cái cáp này này là bên mình lắp hết anh em nhé. Đấy, toàn bộ hết hệ thống cáp luôn, anh em về chỉ có cắm nó chạy thôi anh em ạ. Đấy, đủ đồ cho anh em. Đây, quay cho anh em xem vòng cái bình nhá. Bình tí nữa mình sẽ xuống mình quay cho anh em xem cái bộ này hoàn thiện sẽ có cái gì. Đấy, giải hết ra cho anh em xem một bộ combo của bà chị này luôn nhá.